Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương, Vĩnh Phúc đã tập trung nhiều nguồn lực nhằm phát triển ngành chăn nuôi, trong đó chăn nuôi lợn được coi là lĩnh vực mũi nhọn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có hơn 520.000 con lợn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt hơn 70.000 tấn một năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân là hơn 3% một năm. Vĩnh Phúc có đàn lợn đứng thứ 18 cả nước và thứ hai ở đồng bằng sông Hồng. Lợn được chăn nuôi ở tất cả các địa phương trong tỉnh, nhưng tập trung nhiều nhất ở huyện Tam Đảo, Tam Dương và Vĩnh Tường. Những năm gần đây, chăn nuôi lợn theo hình thức trang trại và gia trại với phương thức hiện đại phát triển mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có gần 140 trang trại nuôi từ 20 lợn nái trở lên, gần 300 trang trại nuôi lợn thịt có quy mô trên 100 con một lứa. Một số vùng chăn nuôi trọng điểm đã được hình thành ở các xã như Quang Sơn, Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc. Hiệu quả từ việc phát triển chăn nuôi lợn đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong những năm tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển chăn nuôi lợn theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, từng bước chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, đảm bảo quản lý tốt công tác giết mổ gia súc gia cầm và công tác phòng chống dịch bệnh. Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc đã chú trọng công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cháy, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình hoạt động của đơn vị, nhất là vào thời điểm cuối năm. Hiện nay, công tác hải quan của Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc dựa trên hệ thống thông quan điện tử, hệ thống hoạt động 24/24 giờ. Do vậy, yêu cầu về duy trì hoạt động của ngành hải quan rất cao. Để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật và an toàn phòng cháy chữa cháy, chủ động ban hành quy định nội quy phòng cháy chữa cháy phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở để mọi người chấp hành nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, như khi hết giờ làm việc ngắt điện khi rời khỏi phòng, sắp xếp hàng hóa hồ sơ, sổ sách xa hệ thống điện, lắp đặt biển cấm lửa ở khu vực có nhiều chất cháy. Hàng năm, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc đã phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và thoát nạn, kết hợp nhiều lực lượng, qua đó tạo cho cán bộ, công nhân viên có ý thức phòng cháy chữa cháy và sử dụng thành thạo dụng cụ chữa cháy tại đơn vị. Để thực hiện việc đấy thì Chi cục đã phối hợp với Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện các cái biện pháp phòng ngừa. Các công việc của Hải quan Vĩnh Phúc đã làm là thứ nhất là đánh giá các cái nguy cơ cháy cháy toàn bộ nguy cơ cơ cháy để đưa ra cái biện pháp phòng ngừa, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, rồi đào tạo cán bộ nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy và đào tạo cả những kỹ năng phòng cháy phù hợp, thế rồi mua sắm trang thiết bị, thế và quan trọng nhất là phối hợp và thường xuyên phối hợp với cái Sở phòng cháy chữa cháy Vĩnh Phúc để mà người họ để Sở có cái tư vấn thích hợp cho đơn vị. Thế thì nhờ những cái công tác đấy thì cái đến cho đến nay thì công tác phòng cháy chữa cháy của Hải quan Vĩnh Phúc được đánh giá là thực hiện tốt các cái quy định và cũng chưa để xảy ra cái vụ cháy nổ nào. Cùng với các biện pháp trên, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc còn thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở gồm 14 thành viên. Ban lãnh đạo chi cục đã chỉ đạo đội phòng cháy chữa cháy cơ sở thường xuyên tự tổ chức kiểm tra phòng cháy chữa cháy như kiểm tra máy bơm chữa cháy, độ kín của đường ống, vòi chữa cháy và các loại phương tiện chữa cháy khác. Do có sự chỉ đạo tốt trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy nên từ khi thành lập đến nay, đơn vị chưa xảy ra sự cố về cháy nổ, góp phần vào phát triển văn hóa kinh tế xã hội của địa phương. Chuyển sang phần tin trong nước. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất dự án đầu tư tổng thể xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương trong giai đoạn 2016-2021. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam và các tỉnh tham gia dự án. Cụ thể, 50 tỉnh có xã thuộc vùng dân tộc và miền núi sẽ được xây dựng mới khoảng 2.192 cầu dân sinh có tuổi thọ thiết kế 25 năm, tổng đầu tư là 5.798 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 14 tỉnh khu vực phía Bắc và Duyên Hải miền Trung là khu vực có tỷ lệ hộ nghèo cao sẽ được đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa định kỳ đường địa phương với tổng mức đầu tư 3.296 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì đường bộ dựa trên cộng đồng có mức đầu tư 108,45 tỷ đồng.
Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, quy hoạch phát triển giao thông nông thôn đến năm 2020 đặt mục tiêu từng bước kiên cố hóa cầu vượt sông, suối, phục vụ dân sinh ở các khu vực miền núi. Hiện giai đoạn 1 gồm 186 cầu treo đã được thực hiện xong bằng nguồn ngân sách nhà nước. Việc thực hiện tiếp giai đoạn 2 xây dựng các cầu dân sinh vùng dân tộc thiểu số phát triển và quản lý tốt mạng lưới đường địa phương là rất cấp bách, cần được bố trí vốn để thực hiện ngay từ năm 2016 và hoàn tất vào năm 2021. Theo thống kê mới nhất vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, tổng số tiền nợ thuế đã được cơ quan chức năng thu hồi là khoảng 38.000 tỷ đồng. Với những khoản nợ khác, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, đây là những khoản nợ do doanh nghiệp phá sản, bỏ trốn hoặc các khoản chậm nộp thuế trong thời kỳ khó khăn. Đây là những khoản theo lãnh đạo ngành tài chính đang được phía cơ quan chức năng phân loại, tính toán lại và đề xuất giải pháp xử lý để báo cáo Chính phủ và Quốc hội. Mỗi năm, thiên tai làm 226 người chết và mất tích. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2015, giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch thời gian tới. Trong năm 2015, tuy thiên tai xảy ra ít nhưng cường độ tác động một số đợt lại ở mức cao kỷ lục. Đó là có tới 5 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Biển Đông. Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao kéo dài kỷ lục xảy ra trên diện rộng từ Bắc Bộ đến Nam Trung Bộ. Mưa đặc biệt lớn tại Quảng Ninh, sạt lở đất bờ sông, xâm nhập mặn sớm và lấn sâu vào đất liền. Tình trạng cạn kiệt các nguồn nước trên các dòng sông ngày càng phổ biến. Thiên tai đã làm 154 người chết trong năm, 127 người bị thương và thiệt hại tài sản ước 8.114 tỷ đồng. Qua 2 tháng triển khai cuộc thi trực tuyến giao thông học đường lần thứ nhất cho học sinh trung học phổ thông, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 98.556 thí sinh tham gia dự thi. Một số sở giáo dục và đào tạo có nhiều học sinh tham gia trong 2 tháng vừa qua là Quảng Trị, Khánh Hòa, Gia Lai, Hưng Yên, Sơn La, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Trong khi đó, một số sở giáo dục và đào tạo có ít học sinh tham gia là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Hà Giang, Thái Bình, Đà Nẵng, Đắk Nông, Bến Tre, Bình Phước, Bình Định. Để cuộc thi thu hút được đông đảo học sinh tham gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục đào tạo tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi trong các nhà trường, có hình thức tổ chức hướng dẫn để học sinh tham gia cuộc thi trên website http://giaothonghocđuong.com.vn. Các sở giáo dục và đào tạo căn cứ vào số lượng học sinh tham gia cuộc thi và số lượng học sinh được trao thưởng là một trong các tiêu chí để biểu dương khen thưởng các nhà trường và học sinh về công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2015-2016. Đồng thời, đây cũng là một nội dung để Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét đánh giá thi đua khối sở giáo dục đào tạo năm học 2015-2016 trong tiêu chí về công tác học sinh sinh viên. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật sẽ trao cho Quốc hội nước này quyền giám sát lớn hơn đối với thỏa thuận hạt nhân Iran. Dự luật trên sẽ cấm xóa tên các cá nhân và tổ chức tài chính nước ngoài trong một danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ cho đến khi Tổng thống chứng thực với Quốc hội rằng họ không liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo của Iran hay các hoạt động khủng bố. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran có thể là ngay trong tháng 1 năm 2016. Ngày 8 tháng 1, các công tố Mỹ cho biết trong cuộc truy quét một căn hộ ở thủ đô Brussels hôm 10 tháng 12 năm 2015, cảnh sát nước này đã phát hiện dấu vết của thuốc nổ, dây đai tự chế và dấu vân tay của nghi can chính trong loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris của Pháp ngày 13 tháng 11. Cảnh sát Bỉ đã phát hiện ra 3 đai bom, kíp nổ và vân tay của Salah Abdeslam tại một căn hộ ở thủ đô Brussels, Bỉ. Tên này có người Anh tên Brahim, kẻ đã tự kích hoạt bom tự sát tại quán cà phê Comtois Voltaire ở quận 11 trong loạt vụ tấn công khủng bố vào đêm 13 tháng 11 năm 2015 tại Paris. Một trong hai tên đã bỏ trốn và cảnh sát khẳng định đó là Salah Abdeslam khi họ không thu được dấu vết của hắn. Tiếng ngáy với những âm thanh ồn ào và kéo dài liên tục luôn là kẻ thù của giấc ngủ. Để giải quyết vấn đề trên, công ty Smart Nora ở thành phố San Francisco, nước Mỹ vừa giới thiệu một thiết bị chống ngáy được cho là rất hiệu quả mang tên Nora. Theo các nhà khoa học, hiện tượng ngáy thường xảy ra khi các cơ cổ họng được thả lỏng và sau đó sẽ rung mỗi khi người ngủ hô hấp. Vì vậy, chiếc gối được đặt tên là Nora này được thiết kế khiến nó có thể phồng lên và xẹp xuống trong một chu kỳ, làm di chuyển phần đầu của người ngủ, nhằm giúp mở rộng đường thở.
người ta có thể đặt Nora vào trong một chiếc gối bất kỳ và thiết bị này sẽ hoạt động kết hợp với một ứng dụng trên điện thoại thông minh cùng một thiết bị có hình dạng như viên sỏi được đặt trên chiếc bàn ngay cạnh giường. Viên sỏi có chứa bộ phận microphone có thể sớm thu tiếng ngáy ngay trước khi âm thanh này vang vọng ra bên ngoài và đánh thức người nằm bên cạnh. Sau đó, thiết bị này sẽ gửi tín hiệu qua Wi-Fi để kích hoạt chu kỳ tăng và giảm, dẫn tới kết quả là người ngáy sẽ di chuyển đầu của họ. Beru Hariri, đồng sáng lập công ty Smart Nora cho biết, nguồn cảm hứng khiến ông sáng tạo ra Nora đến từ cha mình, một kỹ sư kiêm nhà phát minh và cũng là người hay ngáy khi ngủ. Ở bộ môn nghệ thuật viết thư pháp, người viết không chỉ say mê đắt nót từng nét chữ nhằm thể hiện sự khéo tay, mà còn đưa cả những điều ước nguyện của mình vào đấy. Và tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, vừa diễn ra một cuộc thi viết thư pháp đầu năm thu hút hơn 3.000 thí sinh tham gia viết những điều cầu nguyện cho năm mới. Như một truyền thống mừng năm mới ở Nhật Bản, nhiều người thường viết những ý nghĩ và mục tiêu của mình vào những ngày đầu tiên của tháng 1 nhằm chào đón năm mới. Những người tham gia vào cuộc thi này có 24 phút để hoàn thành những câu chúc viết bằng thư pháp của mình. Sự kiện này thu hút tổng cộng 3.104 người đến từ khắp nơi trên đất nước Nhật Bản. Mặc dù đại đa số là những học sinh, nhưng nhiều lứa tuổi khác cũng tham gia, trong đó người lớn tuổi nhất là 93 tuổi. Những người giành chiến thắng sẽ được công bố tại một buổi lễ khác dự kiến tổ chức vào ngày 21 tháng 2 tới đây. Trong đó, có một giải được trao bởi Thủ tướng Nhật Bản và 4 giải khác do Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Nhật Bản trao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin ngày của Đài Phát thanh Truyền hình.